Ôi, sao nhiều việc dữ vậy trời. Nhưng không sao, trong video lần này bên Phong sẽ chỉ cho các bạn một tip đơn giản để thoát khỏi áp lực công việc đến từ cấp trên cũng như là sếp của mình. Trong ngày hôm nay á, liệu mà giải quyết hết đi nhá. Nhưng mà sếp ơi, máy tính của em đang cập nhật Win sếp ạ. Thế thì nghỉ giải lao luôn đi. Giải lao thôi. Bước đầu tiên chúng ta sẽ vào Chrome này và sau đó tìm cụm từ đó là freshupdate.net. Đây, nó sẽ hiện ra một cái trang như các bạn đang thấy đây. Và nó sẽ có những cái phần mềm update Win. Đây, và Minh Phong sẽ chọn là Win 10 nha. Rồi, đây là bước thứ hai, chúng ta sẽ chọn là Win 10. Và bước cuối cùng đó là F11. Và sau đó tận hưởng thôi. Và vừa rồi là các tip đơn giản để thoát khỏi áp lực đến từ sếp cũng như là cấp trên của chúng ta. Nhưng mà đừng lạm dụng quá nha mọi người ơi. Còn bây giờ đừng quên like, subscribe cũng như là bật chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất đến từ Hacom nha.